xuất hiện trông trai đẹp vào bếp. Nam Vương Cao Xuân Tài. Anh ơi, anh là hoàng tử đúng không ạ? Tại vì mình đang nhập vai chuyện cổ tích đó mà, cho nên mình chào vậy. Giờ là mình phải chào kỹ lại không? Nhưng mà em muốn anh chào theo kiểu Nam Vương thì như thế nào ạ? Chào theo kiểu Nam Vương hả? Những thử thách đều có thể làm khó được Cao Xuân Tài. Qua đây, qua đây. Em coi là cái này với em không tin. Trai đẹp vào bếp với khách mời Nam Vương Cao Xuân Tài. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Trai đẹp vào bếp. Chị ơi, ngày hôm nay mẹ nói hai chị em mình phải mặc hai cái váy công chúa. Sao vậy? Bởi vì ngày hôm nay có một chàng hoàng tử sẽ bước tới đây. Hả? Mẹ nói. Thôi, chị không thích hoàng tử đâu. Chứ chị thích ai? Chị thích đức vua. Trời, cô chị lạ vậy. Thôi chị mặn quá. Anh chàng hoàng tử thì em nghĩ chắc chắn là đẹp. Đương nhiên hoàng đẹp, tử là phải đẹp. Cao nữa. Nhà giàu. Nhưng mà không biết là anh chàng xe máy tới hay là anh cưỡi ngựa tới thôi. Chị nghĩ là anh đi trực thăng tới. Wow. Anh thả dây xuống. Nói chung là hôm nay là có một chàng trai rất là bất ngờ đến đây để mà tham gia vào chương trình Trai đẹp vào bếp. Mẹ ơi, chàng trai đó là ai vậy mẹ? Chào Ngọc Xuyên, chào Phương Lan. Nếu em muốn ấm áp á, thì đi tìm mùa hạ. Còn nếu em muốn cảm giác lạ thì hãy về bên anh. Và bây giờ xin mời chàng trai của ngày hôm nay. Trời ơi, sao chán ván hả hay sao vậy? Xin chào hai cô nàng xinh đẹp và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Trai đẹp vào bếp. Anh ơi, anh là hoàng tử đúng không ạ? Em muốn gọi anh là gì? Đầu tiên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách đầu tiên được mang tên Lăng Quăng. Lăng Quăng, đúng rồi. Hai người được bỏ vô cái bao bố giống như những con lăng quăng. Ủa sao vậy? Mỏi quá hả? À, mỏi chân quá. À, vô thế chứ luôn rồi hả? Mỏi chân quá. Kệ kệ. Không có đứng dậy được. Trời. Hay quá. Đất ơi. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Lan nhiều. Trò chơi này là MC mệt nhiều nha. Ủa đi đâu rồi, đi đâu? Lấy thân mày chứ đi đâu. Tại cái gì rồi chứ hả? Okay. Rồi. Rồi. Trong một khoảng thời gian không biết là bao nhiêu, hai người sẽ cố gắng lăn qua được cái vạch này đó. Ai mà lăn được nhiều vòng thì người đó sẽ là người chiến thắng. Vâng ạ. Ủa là lăn được nhiều vòng là sao? Không hỏi nữa, lăn đại đi. Bây giờ lăn đi. 3, 2, 1, lăn quăng bắt đầu. Trời ơi, hay quá. Hay quá, lăn về, lăn về, lăn về, hay quá. Qua đây. Qua đây. Qua đây. Ủa? Chơi kỳ vậy? Chơi kỳ vậy là sao? Ủa mà đâu cần thi được đâu, bên kia đâu lăn được. Ủa trả lời vòng ăn rồi. Qua nè. Quay cái người lại. Bên kia, bên kia. Rồi rồi rồi. Lấy đà chứ. Từ từ. Không, ngược chân rồi, ngược chân rồi. Không có được. Không có được. Cố lên nè, cố lên nè. À đúng rồi, lăn ngược chiều. Thôi mà không cần thi nữa đâu, chắc là Xuyên không qua được đâu. Qua được à? Đừng tin tưởng. Chị sẽ qua được. Yeah. Yeah. Ủa? Có sao không? Ai ơi, mệt quá hả? Một vòng rồi, chấp luôn á, đứng này chờ luôn nè. Cố lên Xuyên ơi. Cố lên Xuyên ơi, cố lên Xuyên ơi. Chờ tao nè, có chịu hết giờ không nè? Chưa. Có chịu hết giờ không nè? Mới có một vòng à? Chưa được lên. Xuyên, cố lên Xuyên. Nói đùa nhưng qua giúp chị. Qua giúp. Lan qua, lan qua đi lại. Thôi nghỉ, nghỉ, nghỉ. Đủ chưa? Đủ à, đủ. Vâng. Và trai đẹp Cao Xuân Tài đã quá xuất sắc.
người ta chỉ có 3 dòng thôi mà ảnh lăn, nói chung là lăn bất chấp luôn mà. Lăn mà giúp đỡ bạn nữa chứ. Giúp đỡ bạn, lăn mà đụng bạn luôn, đẩy đẩy bạn lăn qua luôn mà. Ghê đầu luôn. Ghê đầu luôn. Ghê đầu luôn. Bớt nè, bớt nè. Vậy, vậy, vậy. Trai đẹp, ca Xuân Tài quá giỏi, không còn lời gì để nói nữa hết. Nói chung game này thắng toàn tập. Quá đơn giản, quá đơn giản. Và bây giờ chúng ta hãy cùng với lại anh ca Xuân Tài vào bếp. Và đây, món ăn mà tụi em giao cho anh là món heo xào lăn. Thì heo ở đây tụi em đã thui sẵn rồi, thử tươi. Có nấm mèo, có nước cốt dừa nè, hành tím, hành tím, tỏa, dầu điều, ớt Đà Lạt, hành tây và một ít rau. Thực ra món này là anh chưa nấu bao giờ. Nhưng mà nếu mà em chỉ là nấu được đúng không? Ừ. Chỉ là nấu được. Hướng dẫn sơ anh là anh nấu được. Rồi, rồi. Bây giờ đầu tiên đúng không? Cắt thịt hả? Đầu tiên là bây giờ mình sẽ cắt heo trước đi, đúng cắt không? Heo. Có thớt nè. À, cái thớt này nặng quá. Chắc là Nam Vương có thể cầm được chứ hả? Trời ơi. Thì nói là anh ơi, lấy giùm em cái thước đi. Kiểu cắt thịt đúng không? Kiểu mà kiểu nhiều chuyện á. Rồi bây giờ bắt đầu làm ha. Mình sắc như là mình kho thịt á, biết sắc không ạ? À? Em có biết nấu món này không vậy? Nhưng mà em chỉ được. Nghe nè, băm nhỏ ra. Băm nhỏ. Băm hạt lựu. Bớt xào đi chị. Nói chung là mình sắc lát thôi. Có mật thư của mẹ. Hình hồi nhỏ của Xuân Tài hú hồn lắm các con ơi. Wow. Đúng là khác nhau một trời một vực luôn ha. Ồ, cái hình bên trái là năm mình bao nhiêu tuổi ạ? Hình bên trái là năm đó anh hè lớp 11. Tức là 16 tuổi mấy hả? Còn bây giờ cái hình bên phải? Hình bên phải là năm 2018 đó. Năm 2018 tức là 23 tuổi. Wow. 6 năm. Vậy là mình có phải trải qua cái khoảng thời gian mà tập luyện gắt gao không để mà mình đến với cuộc thi? Trong 5 năm thì từ năm cấp 3 tức là đầu mà năm 11 thì anh cảm thấy là cái thân hình của mình nó quá ốm đi. Nó ốm mà nó còn yếu nữa. Thì anh mới bắt đầu đi tập gym. Và khi mà đi tập gym trải qua đến tầm đại học thì anh tăng lên 83kg luôn á. Wow. Tức là từ 52 mà tăng lên 83kg là tăng lên 31kg. Nó mập. Nói chung là không có thấy múi giống như là hình bên phải đâu. Thì trước khi năm 2017 anh nhận được lời mời, lúc đó anh đang làm huấn luyện viên phòng tập, thì mời đi đại diện phòng đi thi cuộc thi đó. Thì anh chấp nhận đi thi, sau đó là anh siết xuống 10kg trong vòng 12 tuần thì xuống còn 74kg. 74kg, sau đó bây giờ thì anh vẫn không dám tăng lên nữa. Anh cứ giữ 74, 75, 76. Ví dụ như có những cái dịp gì quan trọng á là anh sẽ giảm từ 76, anh giảm nhẹ 2kg nữa thôi là anh sẽ được như vậy. Wow. Nhưng mà thật ra nhìn cái muối á, nó như muối giả vậy. Nó như muối giả vậy. Bây giờ chị em có muốn xác minh không? Mời chị qua đây ạ. À. Thật ra thì sợ lắm, tại vì nhiều khi xác minh xong sao? Á sợ nhầm hả? Sợ ghiền. Bớt lại nè. Rồi, thôi bây giờ mình cũng đã xắt thịt heo xong rồi đúng không? Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tới cái bước là bắt đầu mình cho dầu để mà mình phi cái này cho nó thơm. Để mình bỏ thịt heo. Ủa, không phải là xắt cái này nữa hả? Cái này tí nữa mình xắt. Muốn xắt cái này mình phải trải qua thử thách. Mình trong khi mình đang xào thì mình xắt. Rồi, lấy cái chảo nha. Lại có một thư của mẹ nữa rồi. Mẹ nói chuyện được với chị bạn thân của Tài. Muối bụng của Cao Xuân Tài á hả? Đồ giả đó em ơi. Đồ giả đó em ơi. Chính tại chị bơm cho nó mà. Một muối là 10 triệu. Trời ơi. 6 muối là 60 triệu. Trời ơi. Em cần chị làm luôn cho. Thôi ơi. Này thông tin mật nghe. Ủa, có nhận ra giọng này là của ai giọng không ạ? Giọng của chị nào vậy ạ? Không nhận ra luôn á, thường thường mà mấy người nói xấu anh mà nói sai sự thật là anh không nhớ. Ok vậy, là mình nói tốt vậy mình là mình nhớ hả? Đúng mà rồi, vậy nói là tốt mà nhớ chứ, cái ai khen mà nhớ hồi chứ. Hồi nãy em suy đoán cái muối của anh là... Vậy là muối thiệt hả? Muối thiệt thôi mà. Rồi, sao xả đi ạ? Ghẹo người ta hoài. Giỡn thôi. Người ta đi thi, người ta đoạt giải mà hôm nay người ta xài muối giả. Rồi, bây giờ mình cho xả nó dàn dàn xíu, mình cho dầu điều vô nè. Ủa chứ phải cho thịt vô, đâu cho dầu điều chứ. Đúng rồi, mày phải cho thịt vào chứ. Ủa? Ủa? Sao vậy? Cho thịt vào chứ.
Ok. Đúng rồi. Okay. Okay, em thật thà lắm. À. Em thật thà lắm đó Lan. Ở đây mình cắt luôn cái này đi cho nó nhanh. Rồi. Giờ bỏ chung cái này vô luôn. Đúng không? Cho hỏi là nấm mèo cắt như thế nào ạ? Cái này mình cuộn lại á, người ta hay cuộn là người ta cắt sợi đó chị. À, ok. Rồi bây giờ mình sẽ đổ sữa với lại chắc phải xào vô này cho nó sang lại rồi, đúng không? Đúng rồi, mình phải xào nữa chứ à, mình bớt đổ tùm lum tùm lưa lại à. Anh biết nấu ăn mà, em yên tâm đi. Ok à. À mình cắt hết nấm mèo hay sao ạ? Cắt hết luôn ạ. Cho hỏi à. Có dài quá ý, không ạ? Hình như là em sắc hơi bị to á, hơi nè, bị nhỏ. Chị không biết sắc để trai đẹp người ta sắc. Tại vì thích sắc nấm mèo. Không. Chị ơi, trai đẹp vào bếp để trai nấu chị. Ok. À, cái này là anh sẽ sắc muối. Sắc lát dọc. Muối cao. Không, muối cao cái này không phải muối cao. Muối cao là chút sắc cái này nè. Bây giờ sẽ bóc dừa. Bóc dừa với bà trời. Quẹo quá à. Rồi đặt ghê. Còn câu nào để hỏi nữa không? Còn ví dụ như là mình đi làm á thì à, có mật thư của mẹ. Sao Tài tập luyện kiểu gì lạ quá. Tụi anh gì vậy? Tụi anh đi công tác gì? Cái gì mà vui vậy? Ờ quá vui nha. Vui nhiều à. Nữa. Ờ mình tập cái kiểu gì vậy à? Cái này là ở đâu ạ? À? Cái này là ở trong khu cách ly, là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao lại cách ly ạ? Cái này á là đợt dịch khỏi sâu xa nói chung là đi công tác, đi công tác từ bên Myanmar về, từ bên nước ngoài về. Xong đó là tụi anh có 4 người thì lúc đó là cái chuyến bay của tụi anh bay về á là bị hủy rồi. Xong cái tụi anh phải book chuyến bay mới mà cũng không kịp luôn. Về thì vẫn là dính cách ly. Nhưng mà thôi thì mình làm theo yêu cầu của chính phủ thôi đúng không? Đúng rồi. Thì vô cách ly, đoàn tụi anh 4 người cách ly hết 16 ngày trong đó. Thì trong đó không có dụng cụ hoặc không có dụng cụ để tập luyện, cho nên là tụi anh phải chế ra những cái bài tập. Thì cái bạn nam mặc áo xanh trong đó là tên Phát, là cũng là một người đi cùng đoàn với anh. Thì hai anh em support nhau để tập. Anh thấy cũng ok, anh thấy cũng hiệu quả mà. Nếu như mà tụi em muốn tập tại nhà mà không cần dụng cụ á, tụi em có thể hỏi anh sẽ tư vấn cho tụi em những cái bài tập mà không cần phải xài dụng cụ. Vậy là em sẽ nâng chị lên giống vậy á. Có 1001 bài tập lần chứ không phải là có chừng đó đâu. Đúng cho rồi. Nên là tụi em yên tâm. Hay quá. Quan trọng là tụi em cũng muốn tập hay không thôi. Không à. Không đúng không? Anh biết mà. Rồi, bây giờ sau khi mình sắc xong thì mình sắc muối cao đi ạ. À. Sắc muối cao cái này đi ạ. À. Nhưng mà ở trong khu cách ly mình cũng có nhiều cái vui đúng không? Chứ đâu đúng rồi. Có buồn. Trong khu cách ly anh nghĩ là vui hơn ở ngoài. Ở thời điểm đó. Không, anh nói thiệt mà. Tại vì thời điểm đó theo như anh biết á, anh ra anh hỏi mấy cái anh taxi ở ngoài á, lúc mà chở anh về anh nói là không đi được đâu hết á. Đúng rồi. Với lại trong đó thì người ta cách ly nhưng mà có một cái khoảng sân để mà sinh hoạt á. Thì chiều xuống đi bộ nè, mang khẩu trang là được rồi, tuân thủ cái nội quy cách ly là được rồi. Rồi, bây giờ là nói chung mọi thứ là cũng đã sẵn sàng hết rồi. Bây giờ chỉ cần mình bỏ vào xong mình nêm nếm là xong. Bây giờ nó quá nhanh, chơi thêm cái game nữa đi. Nghe nó mắc chơi game lắm phải không? Khóa chơi game đúng không? Em chơi với anh không? Nếu mà em chơi với anh là anh chơi 10 game cũng được. Game này em chơi với anh nè. Rồi. Ok, chơi. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng với trai đẹp Xuân Tài đến với thử thách thứ 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi được mang tên chiếc miệng xinh xinh lắm luôn á. Ok. Thì cái luật chơi rất là đơn giản thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bình, một cái hộp. Đó. Thì trong cái hộp này là có một cái ống, nó dựng lên như thế này. Thì trong cái ống này nó sẽ có một cái lực đẩy lên. Và chúng ta sẽ đẩy cái banh ở đây, cái banh nó sẽ bay lên lực như thế này. Nhiệm vụ rất đơn giản. Có hai chiếc miệng ở đây. Chúng ta làm sao không được dùng tay, không được dùng chân, không được dùng bất cứ gì hết, chỉ được dùng cái chiếc miệng của mình. Làm sao ngậm được cái banh vô trong miệng. Ai ngậm được thì người đó sẽ là thắng. Rất là đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào chơi chứ. Ok. Rồi. Rồi. 1, 2, 3. Nồi lửa lên em. Xin mời. Rồi vậy sao cướp được? Cướp đi. Ủa vậy có. À vậy là chưa được tính đúng không? Chưa. Trời. Ủa tập trung này cứu cái này nè. Là cướp banh chứ phải là cướp miệng nhau nha.
What? Nó thổi gì? Cho em coi là cái này với. Em không tin, em không tin. Chị Xuyên thấy rõ ràng. Vậy là rau một Lan đã quá xuất sắc. Ngại ghê luôn á. Đúng rồi, chiếc miệng của em là không ai mà gọi là có thể là đối thủ luôn á. Đúng rồi. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với round 2. Dạ. Ủa, round 1 thắng rồi hả? Đúng rồi, thắng rồi. Đấy, giống như là tài kìa. Là đây là tác rồi. Rồi, trên trên. Rồi, 1, 2, 3, nổi lên. Đâu, em biểu diễn là anh coi coi. Anh không tin, anh không tin, anh không tin. Để hai tay lên sau đi. Rồi. Không phải là để thử lần, để thử lần nha. Từ trên đập xuống đi. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Từ trên đập xuống thì quả mai bóng nó mới không. Khó lắm luôn á. Tát bóng chứ không phải ăn bóng nha. Đó, vô Lan, Lan vô. Không bao giờ vô được đâu. Tại vì nó sẽ lùa không khí vô khoang miệng, xong nó sẽ đẩy ra lại. Nó không bao giờ ăn được gì đó được. Sau một hồi nỗ lực cố gắng thì anh Xuân Tài nhờ được cái sự trợ giúp của bé Lan thì cuối cùng cũng ngậm được chiếc banh. Nhưng mà thật sự thì cái game này á là hơi khó. Nhưng mà em muốn thử chị Xuyên đi, tại cho em với lại anh Tài là làm cái gì, thử chị không, coi. Chị biết sao mà chị làm không được. Thử đi chị. Thả miệng ra cho khán giả coi cũng được, sao đúng đâu. Rồi, 2, 3, nổi lửa lên nào. Rồi, ok. Thả miệng ra nè. Thật sự là có khó luôn á. Vậy mà nãy bé Lan á, nó ngoặm được á, là nó là thiên tài á. Nó thổi gì đó. Cho em coi là cái này với, em không tin, em không tin. Cho em xem lại của đoạn quang đi. Em không tin. Về nhà mình coi lại chương trình nha. Đối với cái game này thì chúng ta chơi cho vui thôi, chứ thật ra là món ăn của chúng ta cũng sắp hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với món ăn của Cao Xuân Tài. Nói tiếp đi ạ. Vậy thôi hả? Rồi bây giờ anh sẽ bỏ cái này vô nha. À, mình nêm trước khi mình bỏ vào ạ. À, mình nêm trước hả? Ok, theo ý em. Cái gì? Cái đó, này mình, là... Mình có muỗng á, mình muốn muỗng nha. Mình bớt khảo nét lại. Hạt nêm. Ừ. Rồi, đường. Xong một biểu. Đường, chắc cho muỗng là được rồi. Thôi, được rồi, ngọt. Được rồi hả? Ngọt lắm. Mình đang kiêng mà. Tụi em ăn lạc hả? Tụi em ăn ngọt hả? Rồi. Rồi, bây giờ mình cho nấm, nấm vô đi. Đúng không? Xong. Mình xào qua em xào lại. Em muốn nếm không? Thôi, em mình xào qua xào lại nè này nọ. Em nếm đi. Đó. Em chưa. Nếm nếm thử cái. Tại vì em muốn là nó đủ hết cho mình nếm. Đủ mà. Đúng nếm không đi. Anh? Ngon. Em nếm cái này. Múc cái đũa cái thôi biết mặn lạc hay là. Anh nếm đi. Em nếm đi, anh muốn nhìn em nếm. Em nhường anh đó. Thôi anh nhường em mà, nếm đi mà. Nóng từ từ. Ngon không? Ừ. Vừa ăn lắm rồi. Em chịu được rồi, anh khỏi cần nếm. Cái gì nó ngon méo mỏ luôn á. Rồi. Rồi, chúng ta cho những nguyên liệu cuối cùng vào chứ hả, để cho nó có màu sắc. Để anh tăng lửa lên chút. Rồi, bây giờ mình sẽ cho. Ủa, mình đã chia liều lượng hết rồi hả? À, cái này đây, hành tây nữa chứ. Đây. Ờ, có trong này luôn. Ừ, mình đã có chia liều lượng hết rồi có đó. Có tâm ghê. Đúng là nhà có hai cô công chúa. Rồi. Làm gì cũng sướng. Rồi, mình dọn luôn chị hả? Ok, dọn đi em à. Rồi, ok. Giờ anh khuấy lên nữa là xong đúng không? Rồi, ok. Món này nhìn cũng hấp dẫn quá chứ. Rồi. Rồi.
Xong, hôm nay anh nấu món heo xào lăng, cốt là để cho hai tụi em ăn thử, để xem thử là tài nghệ nấu ăn của anh như thế nào. Rồi, bây giờ ăn và chấm điểm cho anh đi. Rồi. Nói chung là thấy mùi là thơm, màu sắc là hài hòa nha, rất bắt mắt. Bây giờ còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng nhau thưởng thức thôi. Nâng ly đi. Nãy giờ thấy chơi nhiệt tình quá rồi. Em thấy trên cái bàn này có gì đặc biệt không? Thấy có gì đặc biệt không hả? Đó là cái tấm này nè. Nó trùng màu với lại áo chị nè. Cái bông nữa. Đó, thấy chị Xuyên sến chưa? Là cái bàn này là do chị Xuyên chuẩn bị hả? Chị đề con. Chị Lan chuẩn bị cái gì? Chị hả? Chuẩn bị cái chậu lan sau lưng nè. Ok, hợp lý. Rồi. Rồi. Sao tự nhiên giờ mình sang chị em? Hơi sai rồi. Đâu có sai gì đâu ạ. Không phải đâu anh Tài. Em xin gấp cái miếng ớt này để giống cái màu áo của anh quá nè anh Tài. Đúng rồi. Còn miếng ớt này á là của em. Tại vì bông trắng và có cái lá xanh. Tài làm một điều thật dễ thương nào. Đây miếng thịt này là dành cho Xuyên. Trời quá dễ thương. Rồi bây giờ ai cũng có đồ ăn rồi đó. Miếng ớt này cho em á. Ok. Rồi. Chị xin phép từ gấp. Giờ mình ăn thử cái nè. Không, giờ mình ăn thiệt luôn đi, đừng có ăn thử nữa. Cái vị đầu tiên là rất vừa ăn, không mặn, không ngọt, không quá gọi là... Dạ heo, giòn. Rất giòn. Ăn hợp lắm. Giờ đầu tiên ăn món này luôn á. Lần đầu tiên mà Tài nấu món này luôn á. Không, mắm mèo ngon ăn. Ngon mà đúng không? Thử một miếng nấm hả? Lúc này ăn bánh mì chắc hợp lắm á. Hợp. Lan nè. Cảm ơn. Xuyên nè. Cảm ơn. Cái vị rất là vừa ăn. Tài nấu mà. Ok, Tài bây giờ nhiệt tình nha. Chơi hết mình. Ăn hết lòng luôn. Bây giờ nè. Làm gì phải mang cho tinh thần. Cho hỏi thăm tí xíu đi. Không biết là Tài nghĩ như thế nào về cái hình tượng một cái người đàn ông khi mà người ta vào bếp. Tài không có suy nghĩ nhiều nhưng mà Tài á thì Tài hay tưởng tượng một cái hình tưởng ảnh tượng mà hả? Tưởng tượng hả? Tài có ấn tượng với lại một hình ảnh đó là người đàn ông á có cơ bắp một chút xíu, thân hình đẹp chút xíu, xong đó trời rồi cởi trần xong mang tập về. Trời ơi. Cầm cái chảo, một bên là tay cầm cái chảo, một bên tay là cầm dao á, giống như đang nấu ăn vậy á. Đó, cái hình ảnh nó rất là lãng mạn luôn. Nhưng mà cũng có thể là mặc áo thun cũng được mà, nhưng mà trừ khi người ta có body đẹp thì người ta cởi trần cũng được. Đúng rồi. Nhưng mà thích vậy hả? Ủa nhưng mà hỏi tí xíu là vậy là tức là sau này nếu giả sử đi, nếu như mà anh Tài có lập gia đình đi thì chắc chắn là anh sẽ dành thời gian để, biết là công việc anh sẽ khá là bận rộn đó. Nhưng mà không biết là anh sẽ có dành thời gian cho cái việc nấu ăn không? Hay là trẻ dường như mình có vợ thì mình sẽ để hết cái chuyện bếp núc đó cho vợ của mình? Thực ra anh nghĩ anh sẽ linh động. Cái công việc nhà thì anh không nghĩ là nó sẽ hoàn toàn là của vợ, hoặc cũng không hoàn toàn của anh. Nhưng mà ai phù hợp và ai có thể làm thì người đó sẽ làm. Đó là gia đình, anh nghĩ là vậy. Hay quá. Còn trẻ mà nói những câu triết lý quá. Nghe nó sâu sắc. Nghe nó già quá hả? Tại vì dù sao thì ảnh là Nam Vương, ít nhất ảnh phải có cái kiến thức, những cái kinh nghiệm đúng của rồi, cuộc sống, bước ra đấu trường quốc tế. Nhưng không? Mà ngày hôm nay em tới đây, em thấy là điều đầu tiên mà tụi em thích nhất là anh chơi rất là hết mình. Nói đúng. Chung là lăn xả luôn á. Mình cứ nghĩ là hình tượng của Cao Xuân Tài là kiểu giống như là một Nam Vương mà lạnh lùng, đi vô mà ít nói, mà cái đúng kiểu rồi. Mà hơi sao mọi người cứ nghĩ đôi. Sao mọi người cứ nghĩ hình tượng Nam Vương nó nhàm chán vậy ta? Thiệt luôn á. Nhiều khi người ta nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà hôm nay tới nhưng đây thì mình thấy là bất ngờ. Rất là lăn xả luôn. Chơi nhiệt tình, nấu ăn cũng nhiệt tình, đúng không? Không, nhưng mà mọi người xóa đi cái hình ảnh là Nam Vương hôm là nay phải mình có một cái nhìn khác. Đúng rồi, một cái nhìn khác. Người ta cũng là một con người, người ta cũng biết hỉ nộ ái ố các kiểu. Vô vì Nam vô Vương vì Nam Vương chịu khó lăn xả. Cảm ơn hai cô gái. Cảm ơn Cao Xuân Tài ngày hôm nay đã đến với Chai Đẹp Vào Bếp và giúp cho Ngọc Xuyên cũng như Phương Lan là có thêm được một món ăn rất là ngon và ghi vào trong cái menu thực đơn của mình là sẽ có những cái món ăn ngon như vậy. Ngon thì không? Và chúc cho Cao Xuân Tài ngon như Tài. Và chúc cho Cao Xuân Tài sẽ càng ngày càng thành công hơn với công việc của mình nè. Rồi ngày càng body sẽ càng gọi là đẹp hơn. Và chúng ta sẽ có những cái cuộc gặp mặt vui vẻ như vậy nữa nhé. Tài hứa là mỗi lần mình gặp nhau là sẽ vui.
Rồi. Mà hứa là nếu mỗi lần gặp nhau là nấu cho hai tụi tôi mỗi người một món. Ok, đơn giản mà. Rồi. Nói chung cảm ơn ca sĩ Tài ngày hôm nay đã đến với Trai Đẹp Vào Bếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.